chào. Từ tiếng em có nói không? Nào chào kìa. Chào kìa. Hai tay. Nữ thì phải 4-5 người lại thiêng đi. Tôi về giãn xương á. Thầy quay cái gì vậy? Quay là phải bình luận. Nay cô Trang từ tôi quá. Nhập nhiều quá mà. Cô có phải canh thi không vậy? Rồi, phải cô phải canh thi, cô canh mới dễ dùng. Cô canh để vô coi nhà anh có gì thì nùng nè.